Dạ, ăn chào buổi chiều của chú anh chị nha. Chúc cô chú anh chị có nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. À, buổi chiều hôm nay con quay cho cô chú anh chị xem cái cây lá ngọc cành vàng lá sen nó nở hoa rồi cô chú anh chị. À, bông của nó nè. Cô chú anh chị nhìn thấy rõ chiều qua bông muốn tàn rồi. Thì cái búp của nó nè, búp nó vàng vậy nè. Thì lá của này nó cũng đã chuyển thành màu dần dần thành vàng nghe cô chú anh chị. Hôm nay nó khoảng tuần hơn rồi nha, nó vàng óng ánh, bữa nay nó đã xuống màu rồi nè. Thì con quay cho cô chú anh chị xem cái búp với cái bông của nó ha, cho cô chú anh chị tham khảo nha, cho vui. Cành vàng lá sen. Rồi để con quay cái cây giống con bán cho cô chú anh chị xem nha. Dạ. Bán ở đây nè. Dạ. Dạ còn đây là cái lô cây giống của nhà con nha cô chú anh chị. À, cái này thì con ghép qua cành vàng lá sen luôn nha cô chú anh chị. À, cây tầm khoảng ngón tay út ghép có quấn rễ á. Thì những cây này nó già dặn lá nó xanh lại nè. Chuẩn bị mình lấy được vài bo một cây nha. Những cây này con bán với giá là 200 ngàn một cây. Con bao phí ship từ 2 cây. Còn những cây mà gốc bằng như điếu thuốc nè, đầu đũa ăn thì cũng cái tầm đọt nó như vậy ha. Con bán giá là 150, 2 cây bao phí vận chuyển nha. Cô chú anh chị thích ví dụ như tầm cao cao to to thì cỡ ngón tay út ăn lên á thì con bán 200 ngàn. Cô chú anh chị mua một cặp về mình trồng rồi mình lấy bo luôn nha. Thì mấy cây như vậy con bán là một cặp 400 ngàn một cặp, con bao phí ship nè. Còn những cây nhỏ nhỏ hơn thì đũa ăn, có cây thì con ghép một tựa, có cây thì hai tựa thì con bán 150 nha, gốc hơi nhỏ nè. Có cái quần có quấn rễ dưới này đó, đọt thì ở trên này nó cũng dài dặn rồi nè đó. Cô chú anh chị có thích sưu tầm cái giống này á thì liên hệ với con qua số điện thoại là 0982692597 nha. Dạ rồi, con xin cảm ơn cô chú anh chị nha. Dạ. Yeah.